谈谈情自造浪漫伴着白马，吻过了戴上钻戒披起婚纱，想象很美，目标远大才可往上爬。谁也想有个家，谁也想有个他，陪同看日过月圆挂。然而千尺砖瓦，累计一个天价，一个偏差。如要足见个家，还要拥抱个他，从前看海也可以看烟花。实况千变万化，抱紧砖头说分家。Từ nay sẽ mở ra sự nghiệp thiên thu của chúng ta. Tôi cũng muốn làm ăn lắm. Giấc mộng thiên thu thì có phần tôi. Cô cũng có thể hùng vốn mà. Thật sao? Năm xưa chính cô đã dụ thằng Dũng về gạt bản hiệu của tôi để mở tiệm. Má! Ai mới nhớ mộng của tôi? Tôi yêu cầu coi lại camera an ninh. Ba mươi mấy tuổi đầu chưa có mảnh tình dắt dai nào hết. Toàn thân từ trên tới dưới không đâu ra đâu. Nếu anh chịu xin lỗi tôi sẽ không truy cứu. Tôi là bối cảnh chi của địa ốc thiên thu. Tôi đã tìm được cách làm sao cứu vãn hình ảnh của địa ốc thiên thu rồi. Vậy cô tới sân bay trong vòng một tiếng được không? Không thành vấn đề, lát nữa gặp. Ông Hình, Ruby nói em đi tìm Hình Khởi kêu ổng chia thêm miếng bánh. Em bàn xong chưa vậy? Ngay cả lục mã cũng chỉ có 30%, chúng ta làm sao chịu nổi nhiều như vậy? Tin thì em nói 30. Không tin thì thôi. Sao đây? Thực ra cô cần bao nhiêu? Tôi muốn lấy... Hình Khởi không thể nào chia 30% cho chúng ta đâu. Không phải, tức là con lấy 30% có khi nào nhiều quá không? Còn đứa nào ý y cậu kiếm được nhiều khách cho chúng ta như vậy? Đúng đó, đúng đó. Tôi quyết định rồi ông Hình. Tôi muốn lấy 30%. Có khi nào là tham lam quá không? Nếu như cô bán không hết, sau này 1% cũng không có nữa. Không thành vấn đề. Ông Hình, nhận được tin. Cô chắc chắn chưa? Ừ. Vậy tôi hứa với cô. Cảm ơn ông nhiều. Còn một điều kiện nữa. Cô phải đi Okinawa với tôi 7 ngày. Cô yên tâm đi. Chẳng qua là bàn chuyện làm ăn với tôi thôi, không có gì khác đâu. Anh mơ tưởng quá nhiều rồi. Gọi điện cho Kim Chi kêu cậu rút lui đi. Nhanh lên đi. Nói đi. Em đã nói với ông Hình rồi, 30%. Từ đầu anh đã biết là em có can đảm nói mà, bởi vì em tham tiền. Nè, bối cảnh Chi à, cô điên rồi sao? Điên theo anh ta luôn nè, hả? Nè, Hình Khởi có phản ứng gì? Cô phải đồng ý với cô rồi không? Alo. Ông đồng ý rồi. Yes. Yes. Thực ra từ đầu anh nhận được tin. Lần trước dự án Cát Hàm Thành giai đoạn 1 đúng lúc gặp ngai tử cấm chi điên của chú Năm cùng lúc mở bán. Chú Năm đã giao 30% qua Hồng chứ gì, nhưng ổng chê chúng ta là A nhỏ không cho chúng ta tham gia. Chính vì đã môi giới bên lục mã thấy tiền sáng mắt, ngang nhiên kéo luôn khách của Cát Hàm Thành đi coi tử cấm chi điên. Hình Khởi biết được đương nhiên tức tối rồi, cho nên anh mới suy nghĩ liều giao một dáng thôi. Ý của anh muốn nói Hình Khởi muốn đưa thiên thu chúng ta lên ngôi để bị mặt lục mã sao, cho nên anh mới dám đẩy lên 30%? Đúng vậy. Chẳng qua anh không ngờ em lại nôn nóng tiếp thị thôi. Xém chút đã làm hư toàn bộ kế hoạch của anh rồi. Nhưng mà em yên tâm, anh dám cam đoan chắc chắn có thể bán hết. Anh bảo đảm là được rồi, trông cậy vào anh đó. Trông cậy anh cái gì? Không lẽ em lại nứt vết thương sao? Không phải, nhưng Hình Khởi kêu em đi dự hội nghị thương mại với ổng. Em phải đi Okinawa với ổng 7 ngày. Hai người đi công tác hả? Công tác? Nè, sao hả? Làm gì vậy? Nè, đi công tác gì chứ? Nè, khoan đã. Cô nghĩ có khi nào là, tức là ổng chịu đồng ý giao miếng bánh lớn cho chúng ta là bởi vì Kim Chi chịu đi công tác với ổng hay không vậy? Nè, tại sao không thể là bởi vì Hình Khởi muốn hẹn Kim Chi đi công tác cho nên mới giao thêm một miếng bánh cho chúng ta? Bởi vì cổ là tỳ hưu, không bao giờ chết làm người. Nè, tại sao nhất định phải là Kim Chi tham tiền mà không phải là Hình Khởi nham nhở chứ? Bởi vì phụ nữ không chịu, không đồng ý, đàn ông không thể nào ép được cổ đâu. Thôi nha. Thôi nha. Đàn ông các người không chủ động ám chỉ với chúng tôi thì chúng tôi sẽ không tự động dâng hiến như vậy đâu. Có vậy sao? Đúng vậy. Không ngờ nha. Thật đó. Trời ơi, cô còn làm nữa. Em dám đi, chúng ta sẽ chấm dứt. Chuyện của em chừng nào mới tới lượt anh quyết định. Tóm lại bây giờ em đi Okinawa, 7 ngày sau mới về. Vậy đi.
kêu anh không tới thăm em. Lãng Triều Dũng. Bạn điên này. Nè, có phải Kim Chi đã đi Okinawa làm bạn với Hình Khởi không? Hèn chi, hôm nay là mở bán giai đoạn 2, chúng ta được chia tới 30% miếng bánh lận. Nè, mọi người có nghĩ hai người đó có khi nào xảy ra giao dịch phi đạo đức không? Vậy thì ông Lãng sẽ lên cơn điên ngay. Nè nè nè, hôm nay anh có xuất hiện không vậy? Phải đó, phải đó. Xin chào ông Lãng. Ông Lãng, nói nhiều như vậy tức là đã chuẩn bị xong nghị trình cuộc họp hôm nay, sao không vô bàn luôn đi? Đi đi. Theo lý thuyết, có lẽ mọi người đã đọc thuộc hết những căn hộ được phân phối và mức giá của đợt mở bán giai đoạn 2. Có căn nào khó tiếp thị nói ra đi, Bảo Loan. Tầng 10, lầu 2 không có cảnh. Theo lời cậu nói, tòa 2 khu du từ tầng 3 tới tầng 53 đều không thể nhìn thấy cảnh đẹp. Vậy thì toàn bộ đều không cần bán nữa. Vậy thì không cần nghĩ như vậy. Nè, căn hộ khu D tòa 2 tất cả đều có hướng đông. Năm nay tài bạch, tài tinh đều tụ về hướng đông. Đến lúc đó tiền vô như nước, giống như nước tạt tới vậy. Cậu muốn tránh cũng không tránh được. Còn phòng gia chủ khu F tòa 3, để được cái giường thì không để được tủ áo đâu. F tòa 3 thực tế là không nên để giường. Đó là vị trí văn xương mà. Vị trí văn xương đương nhiên phải là phòng sách. Đến lúc đó lên chức thi cử, tất cả đều như ý hết. Sư phụ à, vậy tầng 4C khu 4 vừa tử vừa chết, không hên chút nào. Tầng 4C khu 4 đúng là không nói mọi người không biết nha. Căn hộ này là căn hộ tuyệt nhất trong toàn bộ các hàm thành đó. Người dọn tới đó ở biến thành đầu heo cũng không biết. Tại sao? Bởi vì phát hơn đầu heo nữa. Nếu mọi người có coi tin tức, có lẽ cũng không xa lạ gì về Cao Nhân Từ. Lát nữa mọi người làm ơn khi phát danh thiếp, phát luôn tờ của ổng, luôn tiện giới thiệu cho khách. Địa ốc Thiên Thu từ Ý Phi. Cố vấn cân bằng sinh thái, hoàn cảnh và khoa học tự nhiên. Đúng vậy. Cao tổ của Cao Nhân Từ là Khâm Thiên Giám của Triều Thanh, xuất phát từ danh môn, cho nên ổng tuyệt đối có tư cách làm cố vấn cân bằng sinh thái, hoàn cảnh và khoa học tự nhiên cho Thiên Thu chúng ta. Tức là thầy phong thủy ủng hộ Thiên Thu chúng ta sẽ có thể nhận được một cơ hội coi phong thủy miễn phí. Có điểm nhấn này rồi, nếu như hôm nay vẫn không ký được hợp đồng, đừng trách tôi. Có điều là tướng mạo của Cao Nhân Từ nổi bật như vậy, nếu như có người nhận ra ổng là vua đề mô, nếu như biết lúc trước ổng hát đề mô, hát hòa âm, tự nhiên bây giờ lại đổi nghề làm thầy phong thủy như vậy, nghi ngờ khả năng của ổng, hỏi ngược lại chúng ta, vậy thì sao đây? Tức là em gái, tôi biết cô có thắc mắc mà. Thôi được, tôi nghĩ có những chuyện tôi phải nói ra cho mọi người biết. Ba của ba, của ba, của ba, của ba, ba tôi từng coi tướng của tôi, căn dặn tôi đừng nên nổi tiếng quá, nhất là khi thời cơ vẫn chưa chín mùi. Nhưng bây giờ khác rồi, sắp tới tôi sẽ may mắn 10 năm, thời cơ chín mùi rồi, bảo kiếm đã có thể xuất hiện rồi. À, Cao Nhân à, ông thu kiếm lại trước đi. Ông cho hỏi, so với sư phụ Dương thì sao hả? Sư phụ Dương, tức là sư phụ Dương thường xuyên lên TV bàn về phong thủy. Chính là người đó. Hình như Bảo La có thắc mắc. Vậy thì chết rồi. Tôi mới nhận được tin, bên Tan Du là bắt chước chúng ta, cũng là mua nhà tặng phong thủy. Người mà họ mời là sư phụ Dương đó. Sư phụ Dương nổi tiếng chính xác lắm, rất nhiều danh nhân diễn viên đều nhờ ổng coi phong thủy. Còn nói có tiền cũng chưa chắc mời được ổng, phải có duyên số nữa. Tôi có người khác định nhờ ổng coi phong thủy, ai ngờ xếp lịch nửa năm vẫn còn phải xếp hàng. Nè nè, Cao Nhân Từ làm sao đấu lại ổng chứ hả? Có phải bây giờ mọi người thông đồng với nhau phá đám tôi không? Từ đầu tôi đã nói với mọi người, người ta lạ lớn, chúng ta lạ nhỏ, trận đánh nghịch cảnh là đương nhiên rồi. Tôi trả lương cho mọi người không phải để đặt câu hỏi, là giải quyết vấn đề cho tôi. Còn vấn đề gì nữa không? Không. Không thì xuất phát đi. Anh Hải ơi,
em mới tới thì nghe đồng nghiệp nói là chúng ta bị người ta bắt chước. Em dám chắc Ruby đó làm vô gian đạo đó. Nè, dưới tay cổ có mấy môi giới làm dự án độc quyền. Căn của bà ba tất cả đều bị phỏng tay trên hết rồi. Và đúng lúc á, kẻ phỏng tay trên chính là Frankie bên Tan Du. Hả? Bây giờ Luca ý tưởng mua nhà tặng phong thủy cũng bị Tan Du bắt chứ. Frankie á, lại là bồ của Ruby. Rõ ràng quá rồi. Thực tế Ruby chính là nội gián đó. Bà điên! Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời không thể liên lạc được, vui lòng gọi lại. Nè, anh có nghe em nói không vậy? Từ đầu anh đã nói với Kim Chi, cổ nhất mực khẳng định nói Ruby không phải là tay trong. Kim Chi nói một câu thì là chứng cứ hay sao? Bây giờ Kim Chi cũng đi theo trai luôn rồi kìa. Có thể yên lặng một lát không? Anh Dũng, tiếp tục như vậy thật sự không ổn đâu. Sư phụ Dương đó đã giúp Tăng Du giành được rất nhiều khách. Tiền bối à, ông làm phép cũng được, bài trận cũng được, ông làm chút gì đi. Tiếp tục như vậy là bán lúa giống luôn đó, ôm nhau chết đó, ông có biết không vậy? Đã nói được có liều quá rồi. Người ta có sư phụ Dương, có làm sao đấu với người ta. Tự nhiên đòi lấy 30% miếng bánh, bây giờ 3% cũng chưa chắc bán được đó, chứ đừng nói gì. Vậy là sao? Sao chỉ liên quan tới tôi chứ? Công ty này cổ cũng có phần. Tại sao cổ có thể tới Okinawa dạo chơi, còn tôi phải ở đây chịu cực? Bây giờ cổ đã không lo rồi, vậy thì tất cả cũng đừng lo. Anh đã gửi tiền vào tài khoản của em rồi. Không nói nữa, tối nay gặp nói sao? Lần này cô thua chắc rồi. Em cảm thấy chiếc xe này thế nào? Chiếc trước đó em nói là chưa có đủ đẳng cấp. Chiếc này vừa ý em rồi chưa? Tiền này là anh kiếm được mà, anh thích xài như thế nào không liên quan tới em đâu. Của anh cũng tức là của em rồi. Bà Tư Đồ. Alo má nuôi, má muốn bán căn hộ ở đường Tư Đồ Bật hả? Có phải độc quyền hay không? Chỉ có má là thương con nhất thôi. Nè, má ở Ba Lan có biểu diễn thời trang trở về, con nhất định có tin mình cho má. Ừ, cũng được, bye bye. Cha, đường Tư Đồ Bật, một căn hộ ít nhất cũng mấy chục triệu đó. Em thì sướng rồi. Của em cũng tức là của anh mà. Có phải chúng ta sẽ vui vẻ chia sẻ không? Em muốn đi vệ sinh một lát, xung quanh đây có chỗ nào hay không? Đằng trước có toilet công cộng, anh chở em tới đó. Nè, anh sạc điện thoại giùm em đi. Không phải cái đó, là cái này nè. Xin lỗi. Đây nè. Cẩn thận đó. Em điên sao? Xe của anh mới mua đó. Nè.
là chính tôi cố tình để điện thoại lại đó. Thì ra đúng là anh phản bội tôi. Lần trước căn hộ của bà ba với lại những căn hộ hạng sang hút khách của tôi, tất cả đều do anh ăn cắp của tôi hết. Cô gài tôi sao? Đúng đó, tôi làm đó. Cô nghĩ cô là ai chứ? Tự soi gương lại đi. Sao hàng hả? Tôi hầu hạ cô bấy lâu, lấy chút lễ thì có vấn đề gì chứ? Anh nói cái gì vậy chứ? Sao hàng hả? Đưa cho anh Dũng giùm tôi. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên thôi việc vậy? Không, chỉ là bị kẻ gian hãm hại mà thôi. Nè, lại muốn gì nữa? Ruby, vì chuyện gì mà từ chức nhanh vậy? Không lẽ tranh thủ đám cưới đám hả? Đám cưới không phải như vậy đâu, cô tưởng ai cũng như cô sao? Chồng của cô thì hơi tệ, tôi cảm thấy người nhà của cổ qua đời thôi. Nè, đâu có đâu, tôi nghe nói cổ không còn người thân nữa mà. Hả? Nè, cổ là công thần khai quốc của Thiên Thu. Peter, Paul và Mary cũng không năng nổ bằng cổ. Wow, hèn gì á. Lần trước té bị thương binh tân giới, để lộ nguyên cái đùi, cũng phải đi gặp khách nữa. Cổ còn rất có nghĩa khí, mấy em gái dưới tay cổ không muốn tiếp khách nham nhở, cổ chiều hết. Đúng ra thì chức vụ tổng giám đốc cổ đã nắm chắc lắm rồi mà. Bây giờ bỏ đi như vậy, có tức hay là không? Anh Hải à, có phải là anh ép Ruby để thư từ chức không vậy? Nè, phải cũng không sao hết. Sao anh lại khai em ra làm gì? Bây giờ anh nói cho cổ biết em chọc ghệ cổ, anh đúng là không biết giữ lời hứa gì hết mà. Bây giờ còn ai dám thông tin cho anh nữa đây chứ? Còn nữa, đúng là Ruby có lỗi thiệt. Sai thì anh đưa thư cảnh cáo cho cổ. Dù sao người ta cũng làm việc ở Tiên Thu bao nhiêu năm rồi, không có công cũng có cán mà, phải không? Thời gian ghi âm đã hết, tạm biệt. Chưa nói xong mà. Cổ không nghe gì hết phải không? Kiện à? Chưa được. Nè Kiện à, không có thùng không? Cô rình tôi hay sao vậy? Bình thường cô đi nghe tiếng lọc cọc mà. Anh làm gì vậy? Tôi nghĩ cô cần xài thùng giấy này thôi. Thấy tôi đi chậm quá hả? Không phải, tôi... Anh cái gì? Anh không phải là đàn ông, dám làm không dám nhận. Sau khi chọc ghệ người ta xong rồi á, tới đây ra vẻ tốt bụng hả? Tôi không có. Không phải, tôi đâu có chọc ghệ. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.
Nếu như anh ngay thẳng đàng hoàng á, thì lúc nãy trong phòng photo đâu có cần trốn ở phía sau cả chồng thùng giấy như vậy chứ.